Trại bò Tư Chiến kính chào khách. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021. Bò mình trực tiếp về trại gồm có Ba Bê, Pháp Kem, chuẩn bị xuống một xe bò. Pháp Kem, Ba Bê. Trong trại mình giao cho khách hết rồi. Ngồi bắt một con hai con khu vực vòng gần trại bò. Còn một xe thì giao về Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trại bò mình hết trong trại hết rồi. Giờ về chuẩn bị xuống xuồng xe bò gồm có Ba Bê, Pháp Kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo, xem xét chuồng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Chuẩn bị xuống một xe bò. Tuôn xuống hết rồi cột sao? Tuôn hết rồi mẹ đi mở tuôn thôi. Ừ mở cho sang cột. Cột ngoại sang cột đầu ngoại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.